Xin kính chào quý bà con. Hôm nay thứ 4 ngày 20 tháng 4 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Giá xoài hôm nay tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ tiếp tục giảm thêm nữa. Xoài chính thức bị ế vì nhiều vựa đã đóng cửa. Hiện tại anh em thương lái chủ yếu đi mua xoài với số lượng hạn chế để bán chợ và mua xô là chủ yếu nha quý bà con. Giá xoài hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo nha quý bà con. Giá xoài hôm nay cụ thể như sau. Xoài cát Hòa Lộc loại 1 giá từ 16.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Xoài cát Hòa Lộc mua xô từ 330g trở lên 11.000 đến 13.000 đồng mỗi kg. Xoài cát chu xanh đẹp lựa từ 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Xoài cát chu xanh mua xô từ 3.000 đến 4.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh và vàng mua xô có giá từ 1.500 đến 2.000 đồng mỗi kg. Xoài cốc Đài Loan đẹp có giá từ 4.000 đến 4.500 đồng mỗi kg. Xoài ba màu mua xô có giá từ 2.000 đến 3.000 đồng mỗi kg. Xoài tượng da xanh có giá và 4.000 đến 5.000 đồng mỗi kg. Xoài keo mua xô có giá và 2.000 đến 3.000 đồng mỗi kg. Xoài tứ quý mua xô 3.000 đến 4.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá xoài cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá xoài kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.